Đối với phần file này thì thứ nhất là file ở trên bộ nhớ trong ta làm nào, mặc định thì tập tin này sẽ thuộc về ứng dụng tạo ra nó và các ứng dụng khác không thể truy xuất được nó, mặc định như thế. Và gọi cái phương chúng ta gọi cái phương thức là file, phương thức là open file output, name, và một cái name này nó là tên file, và cái mode chế độ để tạo ra một đối tượng là file output stream dùng để ghi dữ liệu lên tệp. Về chế độ mode nó có 3 chế độ giống như thằng self driven, ứng dụng nội tại, ứng dụng ngoài có thể là đọc và ứng dụng ngoài có thể là đọc ghi. Sau đấy chúng ta dùng cái phương thức là dùng write để mà ghi dữ liệu xuống file và close để mà đóng đóng luồng và đồng thời là lưu dữ liệu lại nhé. Đọc dữ liệu như nào? Đọc dữ liệu chúng ta lại dùng cái đối tượng của thằng file input stream. Đó, file input stream. Ta gọi cái hàm là hàm open file input stream mà cái tên file. Được chưa? Cái file thì nó được lưu mặc định ở trong một cái thư mục rồi. Tạo luồng đọc dữ liệu từ file đúng không? Rồi. Sau đây chúng ta lại gọi cái phương thức là read để mà đọc dữ liệu từ file và phương thức close để mà đóng luồng. Ở đây là một cái ví dụ mà chúng ta có cái ví dụ như này, một cái tên file đấy là hello file. Chúng ta sẽ là tạo ra một cái gọi ra cái đối tượng fit để đọc dữ liệu. Rồi đọc dữ liệu thì nó sẽ đọc ra một cái buffer, dữ liệu này đọc ra từ một cái buffer, sau đó từ cái buffer này chúng ta chuyển nó thành show. Đây cái dữ liệu trình chúng ta đã đọc về, chưa? Còn ghi file thì nó cũng tương tự thế thôi. Thì chúng ta phải làm một cái ví dụ, trong này không không có ví dụ à? Đây là về phần cách rồi. Thì trong phần này chúng ta sẽ làm cái ví dụ là chúng ta sẽ tạo cái giao diện đúng không? Giao diện là một cái ô text ở phía trên chúng ta ghi file, ghi dữ liệu. Còn cái một ô text thôi cũng được. Chúng ta ghi dữ liệu thì chúng ta sẽ là thôi cả hai ô tách đi, phía trên một ô tách nhá, tách area đấy, tách to ấy, và một bấm là ghi, ở phía dưới nó cũng là một cái ô tách và một bấm là đọc. Thì chúng ta ghi dữ liệu, chúng ta ghi vào file thông báo ghi thành công, còn đọc chúng ta đọc dữ liệu từ file và đổ ra ô tách đó. Ok, chúng ta sẽ đi làm cái ví dụ đấy nhá. Thì các em đi tạo cho thầy một cái màn hình, màn hình khác đi. Project đâu rồi? Đây, project đây. Một cái màn hình khác. Java này. Redis layout. New activity. Empty activity đúng không ạ? Ta đặt tên là Write file activity. Finish nhá. Đầu tiên là chúng ta đi thiết kế cái giao diện đó này. Chúng ta chuyển sang cái thằng layout chúng ta thiết kế. Line như layout. Hướng thẳng đứng Orion Vertical cho một cái padding 20 dpi. Cách màn hình ra chút rồi. Cho một cái ô tách nó tiêu đề map đi wrap tên
ta bảo là đọc ghi file đơn giản. Cho cái text size bold này, text size bằng 20-30 đi dp. Rồi cho cái gravity center. Rồi phía dưới chúng ta sẽ cho một cái ô đúng không? Để đơn giản chúng ta thiết kế thẳng đứng luôn cả tất cả các loại nhé. Các em cho thầy một cái text view text view, nhưng mà nó lại có một cái multi text à? Đối tượng multi text là có phải là text view không? Mappen này, Mappen tên này, nó có là multi text, line space multi filler. Ok, cái ô text mà để chúng ta nhập dữ liệu thì nó không phải là text view đâu, nó là multi text, nó là edit text này, Mappen, Mappen tên. Và để cho nó thành nhập được nhiều dòng thì chúng ta cho một thuộc tính là multi edit text đúng không ạ? Text multi hay là text gì nhỉ? Hay text line multi nhỉ? Input type bằng cái là text multi đúng không? Là cái em gõ multi đây, nó là multi line. Rồi thì cái thằng này thì chúng ta phải cho nó cái độ cao nó cố định chút, chứ không thể để cái này được, không thể để một dòng này được, mặc định để một dòng này được. Các em có thể cho nó độ cao tầm khoảng 200 dB ngắn thế à? À đây 20 rồi, nhầm, 200 đấy, nó dài ra chút đúng không? Nhập dữ liệu này là 150 thôi nhá, tùy. Rồi sau đấy phía dưới chúng ta cho một cái button luôn, button button text là ghi dữ liệu vào file. Ok, thằng này cho nó cách trên chút, margin top 20 dp, margin top 10 dp, 5 dp ra. Rồi ta có một cái ID để ta tương tác rồi. EDT nó cũng là dạng EDT thôi. EDT text EDT thầy đặt tên là text shape nhá, các em đặt cái gì cũng được. Rồi cái nút bấm phía dưới là ID btn shape. BTN shape. Ok, hai cái giao diện phía dưới nó cũng tương tự hai thằng phía trên, thành thế là thầy copy xuống cả hai thằng luôn, cả bấm vào thằng này luôn, căn V này, C căn V đúng không? Rồi thứ nhất là ID tag ở đây thầy là đọc là Rick, ID là Rick này, nó cũng là multi tag đúng không? Nút bấm thì nó sẽ là Rick. Rồi cái này là
đọc dữ liệu từ file đúng không? Ok, chúng ta nhập dữ liệu ở đây, sau đấy chúng ta ghi, chúng ta đọc dữ liệu thì dữ liệu vừa ghi xong nó đổ ra đây. Đó. Ý là như thế. Sau đấy chúng ta đi đánh xả luôn. Đánh xả vào cái thằng gì à? Chúng ta có hai cái edtext edit text shape và một thằng là edit text bridge, có hai nút bấm button btn shape btn rig. Rồi chúng ta ánh xạ luôn mapping thằng thứ nhất, ok, bằng fb này r chấm id chấm btn rig shape. Đó. Ô không phải btn mà là edit shapes. Đó. Tương tự như vậy, tag rig này. Ta có tag rig shape, ta có shape button button. Đó. Ánh xạ xong. Đó. Chúng ta lại cài sự kiện cho hai cái thằng kia luôn đúng không? Implement cái thằng là gì ạ? On click listener được chưa? Rồi, ta cài đè cái hàm này, hàm gì ạ? Rồi, on click đúng không? Gắn sự kiện này. BTN rig shape này chấm set on click this btn rig chấm set on click this. Ok rồi, hai cái sự kiện này nó sẽ là hai sự kiện bấm này nó đều nhảy vào cái hàm là hàm on click cả. Như vậy do vậy ở trong này chúng ta phải là switch để biết được thằng nào nó bấm. Đó. View chấm get id. Nếu như ai lấy cây r.id.btn rig shape trước ý, thì chúng ta làm gì đấy đúng không? Sau đấy break. Tương tự như vậy cho thằng thứ hai copy xuống là btn rig. Đó, ok. Khi kích vào cái thằng shape thì chúng ta phải lấy dữ liệu từ ô tách, chúng ta lưu file đúng không? File. Và khi kích vào cái thằng rig thì chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ file và chúng ta đổ ra cái text vậy thôi. Thì cái phần sau chúng ta sẽ làm cái việc này nhé.